tổ chuột to quá. Đây là tổ chuột mọi người. À, đây là mình cũng không biết là loại cây rau gì nhé mọi người. Nhưng mà cây rau này ở bên này ăn thì là nó rất là chua. Cái này thì thường là mọi người dân là sẽ nấu cá, nấu với cá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tony Phong. Hôm nay là mình triển khai cho các bạn sẽ cúp chỗ này đất đây về, các bạn đã cúp rồi. Và hôm nay các bạn sẽ lên luống. Các bạn lên luống thì đây mình sẽ trồng ngô lết. Ngô lết ở đây thì bán rất là đắt. Bình quân là cứ từ 100 đến 150 quan một bắp, đấy là những ngô xấu. Thì mình sẽ trồng ngô ở trên đây để chỗ này là nếu mà các bạn ấy làm ra thì nó rơi khoảng tầm được khoảng 15 luống. Hôm nay thì có cháu Mini. Chỗ này là cháu Mini Quốc. Còn bạn Duy hôm nay sẽ lên luống cùng với cháu Mini. Còn bạn Mưa Tồn thì vẫn tiếp tục làm hàng rào. Mini xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Mini. Hey. Xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là gì ạ? Mình cũng giải thích cho các bạn rồi. Nếu mà trồng ngô của Angola thì trồng bán 100 quan được 4 bắp. Nó rất là rẻ. Nên là mình đã trồng ngô này là ngô lép. Thì kinh tế, hiệu quả kinh tế hơn. Các bạn ấy sẽ có một số tiền nhỏ nhỏ. Còn nếu mà trồng ngô thường thì rất là rẻ, các bạn chỉ để ăn thôi, bán không được bao nhiêu tiền cả. Còn bên này là bạn Mưa Tồn. Cái này là bạn đang tạo thành một cái đường đi vào để mình mỗi khi mình vào đây thì mình sẽ chuyển xe máy mình đả vào trong này, nó gọn hơn. Để bên ngoài đường thì rất là nhiều người đi lại, và bạn ấy cũng đã bây giờ sẽ làm cho mình một con đường và sẽ xe là sẽ đi vào trong này, và toàn bộ sau này là sẽ đi vào lối này hết, không đi tắt qua những cái luống rau nữa, tại vì đi tắt qua luống rau sẽ lát hết rau. Mưa Tồn xin chào mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Mưa Tồn. Hoa xin Mưa Tồn thật dễ kể kì. Hoje limpa caminho de passar moto Tony Famo fica fora do quintal, fica dentro bom. Còn hôm nay nữa, tí nữa trà khoai ở kia thì mình sẽ hướng dẫn bạn Duy. Hôm vừa rồi bạn đã nhổ cỏ rồi, và hướng dẫn bạn ấy sẽ nhấc cái trà khoai lên để cho nó nhiều củ hơn. Mới, hôm nay bạn Duy sẽ mang một ít trà khoai đi bán. Như cháu Mini bây giờ làm luống rất là đẹp. Toàn bộ những cái cây ngô này mình để gọn vào kia cho nó khô. Xong rồi là trong thời gian chờ đợi có ngô, mình sẽ đốt cái cây ngô này. Thì trong thời gian chờ đợi như vậy thì là ngô nó sẽ, cây ngô này toàn bộ nó sẽ khô và đốt hết đi. Tại vì trong thân cây ngô bao giờ nó cũng vẫn còn con sâu, nó vẫn nằm ở trong đấy, thì mình sẽ phải đốt đi. Hôm nay mọi người sẽ được đi thăm qua vườn khoai của bạn Dìa. Nay Dìa thì bạn ấy sẽ dọn cỏ ở đây rồi, và nhiều cây vẫn chưa nhân lên. Hôm nay mình qua đây để bảo hướng dẫn bạn ấy sẽ nhân cái cây lên. Hôm qua bạn Dìa là bạn cắt cụt như thế này. Cái này là của bạn Dìa, hôm qua là bạn ấy cắt cụt, nhưng mà mình đã bảo là đừng cắt như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến củ. Bạn ấy cắt đi để cho nó vợi lá đi đấy, nhưng mà cắt đi là nó thành cụt mất. Lê Văn Tà, Lê Văn Tà bay ép xỉ để sát cỏ đá sinh đi kể. Lê Văn Tà em Não, eu faço cimento e depois para andar lá em cima. Essa compra aqui minha, você não vê. Ngày xưa là cái chỗ khoai này là mình cũng đã phải mua trà, mua lên 500 của một bác ở trong xóm này. À, bạn kia bảo tại sao những cái cọng của nó dài như này mà mình lại không cắt đi. Tại vì là mấy hôm nữa thì mình lại phải mang đi trồng. Mình sẽ cắt trà đây ra để mang đi trồng ra chỗ khác.
văn tả bông. Nếu trà khoai nhấc lên như vậy thì cái củ nó sẽ có, không thì nó rất là lắm dễ. Như chỗ này là bạn đi là bạn ấy nhấc lên là được rồi này, lắm dễ lắm, không có củ đâu. Lê Văn Tá xin Văn Tá Văn. Boa tarde. Agora tem amigo. Sim. Quando vai? Tá difícil. Ok. Silva não tem, não abre muito a batata. Sei boi, é? Cano não tem boi só? Não, para ele, para devolver tem que ser mais boi. Sim. E diminui. Vamos agradecer. Deixa para cá, para cortar a batata. Ela dá força, sim. É se eu levantar. Eu levantar ele e saiu bem patata. Tem corda muito, não? Não, ela fica com a corda muito, muito, depois fica a batata grosso. Não tem. Tipo, o cabelo com bom dá um silêncio. O cabelo dá batata com bom. Tem que dar assim? Oh, não, fica sem batata. Aí tem que ter batata, batata. Ở chỗ này có một chuột, tổ chuột to quá. Đây là tổ chuột mọi người. Tổ chuột nó đang ăn trực tiếp ở trong cái luống khoai này của các bạn ấy. Đây, hàng nó đây rồi. Nhưng mà tổ chuột này cũng đào được không mọi người? Để cả thôi. Chả dài như này rồi, trồng từ tháng 12. Tên? Dapoku. Cái loại này là bạn Dìa bảo là trồng ra ít củ lắm đây này, mà độc cái trà thôi. Nhưng mà mình sẽ trồng và thử nghiệm. Da vida. Sim. É se levantar assim. Antes estava aqui desse lado, daí assim. Tem assim. Assim. Bem bué, pulou. Olha essa corda. Bué batata. Mới chưa gì đã nhìn thấy củ rồi. Nhiều củ lắm mọi người. Ở góc chỗ này rất là nhiều củ, nhưng mà mình đang nhân trà lên để cho rất là nhiều củ hơn. Tá bom. Cuidado. Trồng khoai này là cỏ nó cũng đỡ đi, nó ít cỏ. Còn bây giờ bên này là chỗ bạn nuôi tồn, là bạn ấy đang làm hàng rào toàn bộ từ đây về đằng kia. Hôm nay là bạn ấy cũng đã làm được 2 buổi rồi, nhưng mà vẫn chưa xong, bạn ấy làm rất là cẩn thận. Bạn ấy làm rất là chắc chắn. Bây giờ toàn bộ là dùng sẽ tre, cọc tre. Em đi dịch về dưới này. Đó.
này là bạn miêu tồn, bạn làm với cái cửa porta bambini thứ à? Cánh cửa này của bạn miêu tồn có vẻ là hơi thấp mọi người, nhưng mà mình đi là khả năng cọc rồi. Cà vào anh bay xuống. Sí. Aquí. Depois aqui cavar, aqui montanha, aqui baixo, então endereitar tudo fica direito. Ok. Moto entrar bom, pessoa entrar bom, bar de não tocar aqui. Amanhã entrar moto aqui, é? Sim. Depois amarrar, fica bom. Ok. Sim. Bạn ấy, những cái chỗ này là toàn bộ là bạn ấy đã cục rãnh ra và cắm những cái tàu cọ dừa này xuống và các bạn ấy buộc chặt ở phần trên này, ép hai cái phần này vào. Và bạn ấy sẽ lấp đất lên, phủ đất vào như này thì nó rất là chắc. Cái này là dùng phải được mấy năm đấy mọi người. Còn ngoài này là bạn kia đang chuẩn bị rau để mang đi bán. Hôm nay mọi người sẽ biết được là bạn kia bạn bán rau gì mọi người. Ơ thì bên đây kể, Ria. Ơi, ơi, phải nói thật luôn. Uzelia, em nên lấy lệch. Đấy không có negócio. Essa uzelia aqui era mãe, lá no bairro. Sim. Me pediu para mim lhe vender com ele. Ok. É. Negócio meu só com a Nunu. Com a Nunu. Sim. Quer ver? Đây là những cái lá khoai lang. Mấy cái lá khoai lang thôi mọi người, đây khu ngọn, đây toàn bộ là lá. Nên là bạn Gia đã hái ra và bạn sẽ bán lên phố S. Vende quanto? S monte 50. Uma monte 50. Sim. Một bó này bạn Gia sẽ bán được 50 quan mọi người. S quanta quanto? 550. 11 monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então 550. Pronto. Esse esse uzelia. Tira onde? Azedo ali, na casa da mamã, da mamã Amélia. Esse rio tem boi. Rio aquele fica no rio, aquele tem pico. Sim. Esse não tem pico, esse bom. Esse outro. Sim, esse tem outro. Semente. Tem. Esse planta muito bom. E a mãe aí tem boi. Semente? Não, não tem semente, só tem da mansinha. Tem que esperar quando dá flor e depois vai ter semente. Ok. Đây là mình cũng không biết là loại cây rau gì nhé mọi người. Nhưng mà cây rau này ở bên này ăn thì là nó rất là chua. Cái này thì thường là mọi người dân là sẽ nấu cá, nấu với cá. Esse vende como? Também monte 50. Monte 50. Esse quanto? Eu contar quanto, tem. Esse dentro tem água boa? Sim, água é para ficar fresco. 200. 200. Lá do 800. Quatrocentos. 450. Sim. Esse 500. 550. A 550. Yeah. Aqui quanto? 650. Esse quanto? 750. 800. 800? Sim. Esse queimar por quê? Porque agora como eu aqui na água, tinha muito solo. Com solo e água, por isso que ficou assim. Esse ele fica lá em cima. Não mete com água, ele queima. Mete lá em cima, ele murcha muito. Colhe, bên này là rau bí, mọi người. Hôm nay, bạn Gia là bán rất là nhiều loại rau. Mình nghe lê cả. Tiếp tục đã lê của tôi pháp, cái planta mà ấy, a bóbola. Sim, bóbola. Essa aqui é folha. Thôi nha. Tất cả là những cái rau bên này là người dân là thích sử dụng ăn cái loại rau già. Như cái lá rau này cũng vậy, rau bí này cũng vậy. Là người dân thích ăn rau già. Nếu mà ngọn là người dân không có hái đâu, mà người dân sẽ sử dụng cái cặn của nó, cái lá của nó. Cái lá của nó để mang bán cặn của lá đấy. Esse vende como? 50. Só 3, só 150.
Esse bem difícil apareceu. Mandou, tava deixar aqui. Foi sim, levar a cidade. Sim. Bye bye. Bye bye, tá com a tua mãe, Gaprangão e Mangoiá. Na agora você vai vender? Sim, eu tô, agora você pode vender já com a Lulu. E aí, tô já vendendo as verduras na praça. Ok. Sim. Ah, fica vendendo bom, né? Sim, tá bom. Ok. Se come como? Me partiu com a katana. Dá o telefone comer. Corta. Mano, você vai gostar. Ué. Abriu assim, rodando assim. Tira aí. Uá! Bem criado. É assim, matar? Não, não matar. Bom. Não matar a pessoa. Bem gostoso. Bom. Ele é azedo. Zero. Zero. Cai, mano. Cai redão, mira. Chua. Chupa. Tô não fazendo nada aí. Tô não fazendo. Não tem nada a ver com o que ele arrepiou. Não tem nada a ver. Não sei. Essa irmã do Rio é bem gostosa. Chula, mãe, ganhei. Chula. Ăn không ngon đâu. Ngon lắm. Nó ngon. Nó ngon. Ừ. Cậy. Não tá bom, vê lá falar quê? Chua. 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 Esse chua. Não gosto. Só os caras que estão metendo chupa. Até se demos azedo, um pouco doce. Tá doce. É. A outro de azedo, de azedo. Levar? Dá pra sentir. Mình ăn thấy rất là chua. Mà cái mùi vị của nó lạ lắm mọi người. Mình không biết được cái mùi vị nó như nào. Nhưng mà mình ăn cảm thấy cái mùi vị nó rất là lạ. Cái lá nó giống như này. Quả nó nhìn rất là đẹp. Nhưng mà ăn rất là chua. Các bạn ăn quen thôi. Mình không ăn được. Esse, levar. Levar tudo. Eu já tenho aqui meu. Do okay. Feli? Feli, não quero. Não gosto. Dessa? É assim, aonde tem mais? Tem muito. Ué, mesmo banheira grande, que mete sair duas. Mesmo duas banheiras dessas. Mesmo tá bom. Vender? Comprar. Compra mesmo? Compra. À, bạn ấy bảo là mọi người đã lấy thứ hai cái chậu rồi mang đi bán rồi. Một chỗ này bạn ấy cầm một ít về ăn thôi. Rồi tao bông bye bye em nha. Bye bye. Bye bye, hàng cặp lên mang ngoài. Mang ngoài. Rất là ngon. Rất là ngon đâu. Đâu. Đâu ngon. Không ngon đấy mọi người, ăn nó chua lắm. À, mấy cả hôm nay bạn mưa tồn toàn bộ hàng rào này là bạn làm gần xong rồi 2 ngày trời. Yes. Gần xong. À, mặt đằng kia là cũng đã làm xong hết rồi, mặt đằng này là bạn nâng cao cho đẹp thôi để mọi người đi qua đây nó nhìn nó đẹp. Hôm nay còn video của mình hôm nay kết thúc, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.